Thời gian gần đây, các dòng máy xay sữa hạt đa năng rất được các chị em nội trợ tin dùng. Một phần vì sữa hạt dần dần được yêu thích thay thế các loại sữa có nguồn gốc từ động vật. Nổi bật lên trong số đó, máy xay sữa hạt đa năng Olivo X20 đã và đang nhận được rất nhiều sự tín nhiệm từ chị em nội trợ. Máy xay sữa hạt Olivo X20 có xuất xứ từ thương hiệu uy tín Olivo Electronics của Mỹ. Các sản phẩm của thương hiệu đã và đang nhận được rất nhiều sự tín nhiệm của người tiêu dùng. Hiện nay, sản phẩm Olivo X20 đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam, nhận được nhiều sự tin tưởng của người dùng. Công suất của Olivo X20 ở mức tiêu chuẩn của một máy làm sữa hạt. Tổng công suất là 1800W bao gồm công suất nấu 800W và công suất xay 1000W. Máy có đầy đủ các tính năng làm sữa như làm sữa thảo mộc, làm sữa có nấu, làm sữa không nấu và một chức năng làm sữa ngô. Máy cũng có hai tính năng nấu cháo, cháo dinh dưỡng và cháo nguyên hạt, ngoài ra còn có những tính năng phổ biến khác như hầm, hấp, xay sinh tố, hẹn giờ. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về máy làm sữa hạt Olivo X20. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như máy làm sữa hạt Olivo X20 giá bao nhiêu tiền. Máy làm sữa hạt Olivo X20 mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Máy làm sữa hạt Olivo X20 giá bao nhiêu tiền? Thời điểm mới tung ra thị trường, máy làm sữa hạt Olivo X20 có giá lên tới 3.650.000 đồng. Nhưng bạn đừng lo lắng, trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 2.490.000 đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái. Khi khách hàng sử dụng và check mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương, quan tâm đến người mua hàng. Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Máy làm sữa hạt Olivo X20 mua ở đâu? Bạn nên đặt mua máy làm sữa hạt Olivo X20 trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi, quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm máy làm sữa hạt Olivo X20. Sau khi tư vấn xong, nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự, hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được máy làm sữa hạt Olivo X20 chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của máy làm sữa hạt Olivo X20 để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.